Người dân ở khu vực Tampines giờ muốn đi bơi hay đá bóng, đọc sách, ăn uống, shopping, học múa hay xem phim, thì tất cả đều gặp nhau tại đây, trung tâm cộng đồng Tampines. Tổ hợp đa chức năng này được xây dựng từ ý tưởng của Hiệp hội Nhân dân Singapore với mong muốn tạo ra một trung tâm cộng đồng kiểu mới, mang lại nhiều tiện ích và giúp tăng cường sự kết nối với người dân. Thiết kế của trung tâm được hình thành qua nhiều cuộc tham vấn lấy ý kiến của người dân và các bên liên quan. Là một tổ hợp đa năng, song các không gian được thiết kế mở và có tính kết nối. Chúng tôi thiết kế không gian này ở tầng mặt đất vì khi có hoạt động nào ở đây thì mọi người ở không gian khác ở phía trên đều theo dõi được và có sự tương tác. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2017, trung tâm cộng đồng Tampines chưa bao giờ vắng khách. Tổng cộng có 12 cơ quan tổ chức có mặt tại đây để cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân, từ ăn uống, mua sắm cho tới khám chữa bệnh. Thêm vào đó, tổ hợp còn có đường chạy bộ trong nhà và khu vườn treo. Tất cả đã tạo nên sức hút của trung tâm đối với người dân. Ở đây có vườn treo, đằng kia có bể bơi, thư viện rồi quảng trường lễ hội ở dưới kia. Thực tế là các con tôi thích đến đây để ngắm cây, rồi đi bơi, rồi ăn uống tại khu ẩm thực. Tôi cho rằng dự án này rất thành công. Tôi thích nhất ở dự án này là quảng trường lễ hội, bởi vì lúc nào trong ngày hay dù cuối tuần hay ngày lễ thì chỗ này luôn đông đúc và sống động. Có thể nói là mô hình trung tâm cộng đồng đa chức năng đã giúp Singapore không chỉ giải quyết được vấn đề hạn chế đất đai mà còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng các công trình tiện ích, đồng thời mang lại sự thuận tiện thoải mái cho người dân và qua đó góp phần gắn kết giữa người dân với chính phủ. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam tại Singapore.